Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 74. Lúc này xương cốt trên người Lâm Phó đã gãy hết, ông ta nằm dưới đất bất động. Nhưng cô gái vì vậy mà vui, bởi vì Lâm Minh đang nhìn cô ta. Hai mắt anh lạnh lẽo, tràn ngập sự thù hằn và ác liệt. Mà cô ta tái đi, cơ thể run rẩy, không biết tại sao cô ta có cảm giác mình đã thất bại rồi. Mà thực tế chứng minh cô ta đoán không hề sai. Là mình không vì cái chân bạc kia mà mất đi khả năng hành động. Tứ Duy Quanh vẫn có thể cử động, anh thậm chí còn vươn tay rút cây chân bạc trên ngực ra. Anh cầm lấy cây chân bạc, lặng lẽ nhìn, có thể nhìn thấy phù hiệu nhỏ bé trên đỉnh cây chân bạc. Đó là phù hiệu của nhà Lâm. Đây là chân bạc do nhà Lâm sản xuất. Anh muốn làm gì? Anh tha cho tôi đi. Cô gái cuối cùng cũng sợ rồi. Cô ta muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Minh, nhưng tay Lâm Minh giống như gọn kìm không thể thoát nổi. Lúc này cô ta chỉ như một con cừu non run rẩy để mặc người ta mổ xẻ. Dừng tay. Đúng lúc này, cửa lớn đột ngột bị đạp ra. Sau đó, một đám đàn ông mặc phép xông vào võ quán Bá Thị. Cô gái, nhìn ra lúc trung niên, lập tức mừng rỡ, vội vàng hét lên: "Cha, con ở đây, mau cứu con." Vừa dứt lời, nhưng mấy kẻ đứng sau đàn ông trung niên lập tức lao đến bao vây Lâm Minh. "Ngữ Yên, con không sao chứ?" Người đàn ông trung niên vội vàng hỏi, sau đó nói với Lâm Minh: "Cậu thanh niên, tôi không quan tâm cậu là ai. Tôi cũng không quan tâm thế lực đứng sau cậu như thế nào. Mau buông con gái tôi ra, nếu không tôi đảm bảo cậu không thể bước ra được khỏi đây." Vừa dứt lời, Lâm Minh liền khó chịu, anh lại lùng nói ra: "Tôi trước giờ luôn là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu ông đã nói như vậy thì tôi sẽ không thả con gái ông ra." Nói xong, tay Lâm Minh tóm lấy cổ cô gái. Tay nhắm mắt, cô gái không thể hít thở. Người đàn ông trung niên thấy vậy sắc mặt thay đổi, vội vàng nói: từ từ cái đã." Lâm Minh dừng tay: cậu muốn thế nào?" Người đàn ông trung niên cuộn tròn nắm đấm, nghĩa đang nói: "Chỉ cần cậu thả con gái tôi ra, cậu ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý." "Ồ." Vừa dứt lời, Lâm Minh liền nổi hứng. Thực ra anh không có định làm cô gái này bị thương, dù sáng thái độ của cô ta cũng không tỏ ra đối địch với anh. Ra tay với anh chỉ là vì muốn cứu người. Lâm Minh là người ân oán phân minh. Bây giờ người nhà Lâm đã nói như vậy, Lâm Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. "Có thật là tôi ra điều kiện gì ông cũng đáp ứng hay không?" Lâm Minh bình tĩnh hỏi. "Đương nhiên, nhưng phải là chuyện tôi có thể làm được, và trước tiên cậu phải thả con gái tôi ra đã. Vậy tôi muốn một món đồ của nhà Lâm, ông có đồng ý không? Cậu muốn thứ đồ gì của nhà Lâm chúng tôi?" "Tôi nghe nói nhà Lâm có thiên tài địa bảo đặc biệt được gọi là Huyền Sâm Vương, ông đưa tôi cái đó là được." Lâm Minh nói ra. Với chết đời, người nhà Lâm đều bùng nổ. "Cái gì, Huyền Sâm Vương sao? Sao có thể chứ? Đó là bảo vật của nhà Lâm chúng ta đó, chỉ có gia chủ mới có thể chạm vào, sao có thể đưa cho hắn được chứ? Hắn đang nằm mơ sao? Gan của nó không hề nhỏ mà, nấy dám thèm muốn bảo vật của nhà ta như thế thì để xem hắn là cái thứ chó má gì." Người nhà Lâm nổi giận mắng chửi, chỉ vào Lâm Minh mà mắng. Nhưng lúc này người đàn ông trung niên nói nhỏ: "Tôi đồng ý." Bốn phía yên lặng như tờ. "Cha, chuyện này..." Cô gái sững sờ, bởi vì cô ta biết đây không phải là chuyện có thể làm được. Cha cô ta thậm chí chưa từng có cơ hội nhìn thấy Huyền Sâm Vương thì sao có thể lấy được đó chứ. Nhưng người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm túc, không hề có ý nói đùa. Lâm Minh gật đầu: "Được, nếu đã vậy thì viết giấy cam kết đi." "Được, vậy thì viết cản bản cam kết." Lấy giấy bút ra, người đàn ông trung niên hào sảng đáp lại không chút chần chừ: "Không, không dùng bút viết mà dùng máu con viết." Lâm Minh nói ra: "Hả?" Người đàn ông trung niên chau mày. Ý nghĩa của việc dùng máu và dùng bút viết đương nhiên là khác nhau. Nếu dùng bút viết có thể không có hiệu lực về mặt pháp luật, nhưng ở thế giới y thuật thì nó lại có mức độ tin cậy đáng rất cao. Người đàn trung niên do dự. Người nhà Lâm lao tới: "Ông ơi, đừng, không thể viết được." Mọi người cũng gọi lên, nhưng người đàn trung niên chỉ trầm giọng: "Không thể quan tâm được nhiều như thế, cứu người Yên trước rồi tính." Nhưng sợ rằng mọi người chần chừ, thế nhưng người đàn trung niên đã hạ quyết tâm. Một người đưa khăn mùi xoa tới, người đàn trung niên cắn đầu ngón tay và bắt đầu viết. Nhưng đúng lúc này ông ta lại dừng lại và nhìn Lâm Minh: "Sau khi tôi viết xong thì phải lập tức thả con gái tôi ra, biết chưa?" "Được, tôi đâu có thể đưa một người còn sống sờ sờ đi được chứ." Lâm Minh nói ra: "Được lắm." Người đàn ông bắt đầu viết tiếp. Rõ ràng ông ta từng học qua bút lông, nên dù là viết trên khăn thì nét chữ vẫn giống như rồng bay phượng múa, rất nghệ thuật. Viết xong, ông ta bèn đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh không hề chần chừ, lập tức thả cô gái ra và nhận lấy chiếc khăn. Anh đưa lên xem, cảm thấy khá hài lòng, sau đó cất khăn vào trong người. "Ngữ Yên, không sao chứ?" Mọi người lao lên, cô gái ngồi xuống đất, ho khụ khụ vài tiếng rồi lắc đầu: "Cha, con không sao." "Không sao là tốt rồi." Người đàn ông thở phào, sau đó nhìn Lâm Minh, nói với vẻ hài lòng: "Các hạ quá là người sòng phẳng, yên tâm, tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa, hy vọng là như vậy."
Lâm Minh bình tĩnh nói, được rồi, chúng ta đi thôi, hy vọng sau này còn gặp lại. Người đàn ông trung niên nói xong bèn rời đi. Cứu được con gái, ông ta bèn đưa Lâm Phú và cô gái đi. Họ hành động rành mạch, dứt khoát, không hề dừng nghỉ. Còn về phía Mãn Thư Hải, người đàn ông chẳng buồn nhìn lấy một cái. Lâm Minh im lặng quan sát họ rời đi, sau đó đi về phía Mãn Thư Hải. Người đàn em có thể báo cảnh sát giúp tôi không? Mãn Thư Hải tuyệt vọng nhìn anh Mục và lên tiếng. Anh Mục lại thở dài, có người sớm đã báo rồi, nhưng bây giờ ông nghĩ xem tôi gọi điện thoại có tác dụng gì nữa không? Mãn Hải nhắm mắt, cả người nằm xuống bất lực. Đúng lúc này Lâm Minh đi tới, cả nhà họ Mãn run lẩy bẩy, hai cha con anh Mục không dám lên tiếng. Lúc này toàn bộ tình hình đã nằm trong tay Lâm Minh. Tại sao cậu đồng ý thương lượng với Lâm Thái mà lại cứ không buông tha cho nhà họ Mãn chúng tôi như vậy chứ? Lẽ nào nhà Mãn không có chút cơ hội nào sao? Mãn Thư Hải vẫn không chịu từ bỏ, ông ta mở mắt nói giọng khàn đặc với Lâm Minh. Đối với tôi mà nói, giấy cam kết này quan trọng hơn cô gái đó. Lâm Minh điềm nhiên nói, ha, tôi nói thẳng nhé, Lâm Thái không thể nào giúp cậu có được Huyền Sâm Vương đâu. Đừng nói là lấy mà ngay cả việc đến việc nhìn thấy thôi cũng không thể. Huyền Sâm Vương là bảo vật của nhà Lâm, bọn họ không thể nào thực hiện lời hứa đâu. Những gì mà cậu nhận được chỉ là một chiếc khăn mà thôi. Mãn Thư Hải khẽ cười, nhưng đó chính là thứ tôi muốn. Lâm Minh nói ra, Mãn Thư Hải sững sờ. Lâm Minh chỉ cần như vậy thôi sao? Cậu ta đang nghĩ vậy chứ? Dù sao thì ông cũng nói tới nước đó rồi, nên tôi cũng cho một cơ hội. Quan trọng là xem ông có chịu nắm lấy hay không. Lâm Minh lấy ra một viên thuốc màu đen, cầm viên đó rồi đặt trên đầu Mãn Thư Hải. Mãn Thư Hải trợn tròn mắt rồi bỗng nín thở. Tôi đếm 3 giây. Lâm Minh bình tĩnh nói, 1, 2, tôi ăn. Mãn Thư Hải không dám chần chừ, cơ thể há miệng ra. Lâm Minh búng nhẹ, viên thuốc lập tức bay vào miệng ông ta và bị ông ta nuốt chửng. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, điềm đạm nói, tôi sẽ liên lạc với ông. Ngoài ra, trong vòng 3 ngày, đưa hai chân của Mạng Phúc Tây tới Giang Thành cho tôi. Không thấy chân anh ta thì tôi sẽ đích thân tới vào quán Mãn Thị đấy đó. Nhất là Lâm Minh đứng lại giờ đi. Đám đông sợ hết hồn, Mãn Thư Hải còn tái mét mặt. Nhưng tới nước này rồi, ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Con trai mình suýt chút nữa đã hại cả võ quán. Quán chủ, lần này phải làm sao đây? Mọi người run rẩy nói ra. Có thể làm sao được chứ? Chặt tin của thằng Bách Hiếu đó cho tôi, rồi lập tức gửi tới Giang Thành. Mãn Thư Hải tức giận hầm hầm, tất cả đều do Mãn Phúc Tây gây ra. Thật sao ạ? Chứ còn sao nữa, mau đi làm đi. Mãn Thư Hải gầm lên, sau đó ho ra máu. Gã nhỏ Mãn không còn lựa chọn nào khác, anh Mục cũng không dám ở lại, vội vàng đưa con gái rời khỏi Mãn Thị, còn về hôn sự họ không định nhắc đến nữa. Ra khỏi võ quán, anh Tú nhìn đông nhìn tây như đang tìm kiếm Lâm Minh. Có lẽ là cô ta có gì đó muốn nói, thế nhưng Lâm Minh đã lên xe cố về yên, chuẩn bị tới sân bay rời khỏi Yến Kinh. Trên đường đi, anh lấy tấm khăn viết bằng máu ra nhìn xem. Anh Lâm, đây là gì vậy? Vệ Yên đang lái xe bèn hỏi. Thu hoạch bất ngờ, Lâm Minh cười nói. Thu hoạch bất ngờ sao? Đúng vậy, có thứ này lần sau tôi đến nhà Lâm có thể tới một cách danh chính ngôn thuận rồi. Lâm Minh hít mắt lại, rõ ràng là Vệ Yên không hiểu Lâm Minh đang nói gì, càng không muốn suy nghĩ nhiều, cô ta không hiểu ý nghĩa của bức thư này. Thật ra không chỉ có cô ta, mà thậm chí đến cả Lâm Thái, người viết bức thư này cũng không hiểu. Nhà họ Lâm, tôi đã nắm đường chui rồi. Lâm Minh lầm bầm, nhưng lúc này, tuyết, tiếng còi xe vang lên, rầm. Tiếng va chạm bùng nổ, Lâm Minh ngồi phía sau, trong nhà mắt đã bị một chiếc xe màu đen đụng trúng. Hai người rất mạnh, nhưng may mà thắt dây an toàn nên không vấn đề gì lớn. Mẹ kiếp, lái xe mà bị mù sao? Vệ Yên điềm tiết, từ trên xe vọt xuống, đi tài xế chiếc xe kia. Thế nhưng, đối phương lập tức bước xuống, tay cầm súng đen, nhắm thẳng vào Vệ Yên mà đã đạn. Lâm Minh tái mặt, lập tức kéo Vệ Yên xuống nhưng không kịp. Bang! Viên đạn bay tới, đâm xuyên ngực Vệ Yên. Vệ Yên! Lâm Minh gào lên. Lúc này, và người đeo kính đen từ trong xe bước xuống, đi về phía Lâm Minh. Là sát thủ sao? Nhìn những người mặc đồ đen, đeo kính đen này, Lâm Minh nín thở. Anh thực sự không tưởng tượng nổi, ở một nơi thế này lại xuất hiện sát thủ. Đây là Yến Kinh đó, không phải Giang Thành. Trước cục thì ai mà to gan tới mức mang ngày bắt mặt mà dám làm chuyện này chứ? Lâm Minh đánh mắt lại, lập tức lao tới tay lái phụ. Lúc này một tên đẩy giơ súng lên, điên cuồng nã vào Lâm Minh. Ầm ầm ầm. Nòng súng vô tình bắn ra đầy ác liệt. Vị trí trước đó Lâm Minh vừa ngồi bị đạn nã rỗ lõm chỗm. Những người xung quanh kêu la không ngớt, bỏ chạy tán loạn. Lâm Minh luồn ra núp ở ngoài thân xe, đợi đợt bắn dừng lại anh mới chạy lên. Vô số tên bạc phóng ra đâm thẳng vào người đối phương. Trong mắt những cái này lập tức bất động. Lâm Minh lấy tên châm đâm vào ngực của Vệ Yến, máu tươi lập tức ngừng chảy. Anh xử lý sơ qua vết thương cho Vệ Yến, đặt cô vào tay lái phụ, đồng thời nhảy về phía những kẻ mặc đồ đen đang đứng bất động như tượng gỗ. Anh lục tìm trong túi áo của chúng, cuối cùng tìm được một mảnh giấy. Mảnh giấy này vừa viết xong chỉ có một dãy số.
Đó chính là số xe cố về Yến. Rõ ràng là đám sát thủ này vừa mới được cử tới để đối phó với Lâm Minh. Chúng phải giết được Lâm Minh trong một thời gian ngắn như thế. Làm được điều này có lẽ chỉ có một gia tộc. Đây chính là thủ đoạn của nhà Lâm. Lâm Minh nổi giận. Lâm Thái vừa rời đi đã lập tức cho người xử lý Lâm Minh. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Lâm Minh nhét mẫu giấy trả lại cho kẻ mặc đồ đen, anh vào xe lái thẳng tới bệnh viện. Tới nơi về Yến được đưa vào phòng cấp cứu, cảnh sát cũng có mặt. Lâm Minh đương nhiên là được mời đi để điều tra. Người trong bóng tối quan sát chuyện này cũng lấy điện thoại ra. Thưa ông, thất bại rồi ạ. Vậy điều tra rõ thân phận của người này chưa? Chỉ biết là người này có mối liên hệ với Cung Hỷ Vân ở Giang Thành. Thưa ông, có cần cho người tới Giang Thành tiếp tục theo dõi không? Giang Thành sao? Khó nhằn đó. Hiện tại gia tộc rất có hứng thú với Thành Y Lâm ở Giang Thành, muốn tiếp cận cậu ta. Nếu như hành động ở đó mà gây rắc rối cho Thành Y Lâm thì lại ảnh hưởng tới kế hoạch của gia tộc. Vậy thì tôi sẽ trở thành tội đồ của cả gia tộc mất. Lâm Thái đi đi lại lại. Thưa ông, người này mà cứ giữ được bức thư máu đó của ông thì phải làm sao đây? Cũng chẳng là gì cả. Cậu ta mang tới tôi, không nhận là xong. Ai là vì một bức thư không đầu không đuôi tát vào mặt tẹo Lâm chúng ta chứ? Thưa ông, ý ông là... Thôi, bỏ qua đi, sau này tính tiếp. Phía bên gia tộc đang chuẩn bị đại hội. Tôi cũng bận. Hơn nữa, không biết tại sao mà nhà Hoa ở Thượng Hổ lại công khai trở mặt với nhà Lâm. Tôi phải giải quyết cho xong cái đã. Còn người này bây giờ không xử lý được thì tạm gác qua một bên. Những chuyện còn lại, cậu xử lý đi, làm cho gọn gàng một chút, rõ chưa? Ông yên tâm, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Người này bên tắt máy, đúng lúc này Lâm Minh bước ra khỏi cục cảnh sát. Anh gọi điện cho Cung Hỷ Vân, báo Cung Hỷ Vân cho người tới chăm sóc về Yến, tốt nhất là đón cô ta đi, bởi vì Lâm Minh không dám đảm bảo là Lâm Thái có cử người tới ra tay nữa hay không. Lâm Minh rất muốn lập tức đi tính sổ sách sạch sẽ những ân oán bao năm qua với nhà Lâm, nhưng anh biết giờ không được kích động, nếu không sẽ sôi hỏng bỏng không. Đợi đại hội vậy, chỉ có như vậy mới có thể khiến nhà Lâm thân bại danh liệt. Lâm Minh hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm và tự đi tới sân bay. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Mãnh Thương Hải. Lúc này Mãnh Thương Hải đang nằm nghỉ ngơi sau khi tiến hành chữa trị đơn giản. Ông ta trong căn phòng tối om. Lúc này trong căn phòng còn có không ít những nhân vật nòng cốt của võ quán Mãnh Thị. Mãnh Phúc Tây bị trói chặt tay lên trên giường. Bên cạnh là một người đàn ông đang cầm dao trong tay. Mãnh Phúc Tây điên cuồng giãy giụa vào gào lên: Cha, đừng mà, cha tha cho con, cha, con xin cha hãy cho con một cơ hội, con là con trai của cha mà. Thế nhưng Mãnh Thương Hải mặc kệ. Người đứng bên cạnh cầm điện thoại tới: Cậu Lâm. Mãnh Thương Hải run rẩy: Chân con trai ông tôi không cần nữa, giữ lại đi. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Anh vừa dứt lời, Mãnh Thương Hải kích động đứng bật dậy: Cậu Lâm, cậu nói thật sao? Mãnh Thương Hải nuốt nước bọt. Ông ta cũng là người cha mà, sao nỡ nhìn thấy con mình trở thành kẻ tàn phế chứ. Nhưng nếu không làm theo thì chẳng khác gì tự tay chôn sống cái nhà họ Mãnh. Ông ta là quán chủ, bên nào nặng bên nào nhẹ chẳng lẽ nào lại không rõ. Ông ta vốn đã tuyệt vọng, thế nhưng lời nói của Lâm Minh đã giúp ông ta lấy lại hy vọng. Giúp tôi một việc, Lâm Minh nói giọng khàn đặc. Cậu Lâm cứ dặn dò, bất luận là gì, cho dù nhà Mãnh có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì tôi cũng sẽ làm. Mãnh Thương Hải lên tiếng: Giám sát nhất cử nhất động của nhà Lâm cho tôi, dù có bất kỳ thông tin nào cũng phải lập tức báo cho tôi. Giám sát nhà Lâm sao? Mãnh Thương Hải hít một hơi thật sâu. Có vấn đề gì sao? Lâm Minh chau mày. Mãnh Thương Hải run rẩy vội vàng lắc đầu: À không, không, không có vấn đề gì, hoàn toàn không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì thì tốt, tôi đợi thông tin của ông. Nói xong, Lâm Minh tắt máy. Mãnh Thương Hải bỏ điện thoại xuống đất, thở dài: Chủ quán, sao thế ạ? Người đứng bên cạnh vội vàng hỏi: Thả Phúc Tây ra. Mãnh Thương Hải mệt mỏi nói ra: Người đó không cần chân của Phúc Tây nữa sao? Mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không cần nữa, có điều cậu ta muốn tôi làm một chuyện khác còn khó hơn lên trời nữa. Chuyện gì à? Giám sát vào Lâm. Mãnh Thương Hải khàn giọng nói ra: Cái gì? Những người xung quanh nghe thấy thế thì như sét đánh ngang tai, hoàn toàn không dám tin. Gia chủ, điều này không được đâu. Nhà Lâm mạnh như vậy, cả cái yến kinh này đều nằm trong tầm ngắm của họ. Chúng ta nếu theo dõi mà để họ biết được thì sẽ trước thêm tai họa vào thân thôi. Một người đàn ông của nhà họ Mãnh cuốn lên nói ra: Nhưng tới nước này rồi, tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Mãnh Hải nghiến răng, lập tức sắp xếp người. Nhớ kỹ, phải dùng những người tinh nhuệ nhất của nhà họ Mãnh, không được phép để nhà Lâm phát hiện ra, nếu không yến kinh sẽ không còn võ quán Mãnh Thị nữa đâu. Mọi người nghe thấy thế thì tối sầm mặt xuống. Lâm Minh biết nhà Lâm rất mạnh. Anh bị nhà Lâm đuổi đi và cũng từng sống rất lâu ở nhà Lâm nên đương nhiên rất hiểu rõ. Nhưng dù sao anh cũng sống ở nhánh phụ mấy năm rồi lại ở Giang Thành 3 năm nên đối với tình hình hiện tại của nhà Lâm anh không nắm gì. Để nhà Mãnh giám sát nhà Lâm là một tình huống khá miễn cưỡng, nhưng thôi cũng kệ, bởi vì trong mắt anh nhà Mãnh chỉ là một quân cờ mà thôi. Con đường tương lai của nhà Mãnh lựa chọn thế nào là đều do một mình Mãnh Thương Hải quyết định. Sau khi ra khỏi sân bay Giang Thành, Cung Hỷ Vân đích thân tới đón anh. Lâm Minh tới bệnh viện thăm Tô Nhan
rồi lại cùng Tần Bách Tùng tới thăm Tần Ngưng. Tần Ngưng vẫn trong trạng thái người thực vật, muốn chữa khó hoàn toàn cho cô ấy thì cần phải có dược liệu đặc biệt. Cũng may mà Huyền Y phái đã bước đầu ổn định, người cũng đã đủ, nên Tần Bách Tùng cũng đã bắt đầu cho người đi tìm thuốc cho cháu gái. Về điểm này là mình không phản đối, vì dù sao thì Tần Ngưng cũng vì anh mới xảy ra chuyện. Chỉ có điều anh về Giang Thành chưa được bao lâu thì Lâm Thủ đã tìm tới. Cậu Lâm, cậu có thể chữa trị giúp tôi được chưa? Lâm Thủ cầu khẩn, bây giờ ông ta chỉ muốn nhanh hồi phục. Tôi đã nói nhất định sẽ làm, Lâm Minh hạ giọng đáp lại, rồi tiến hành điều trị cho Lâm Thủ ở trong Huyền Y phái. Tạm biệt một căn phòng được dựng tạm, Lâm Minh lấy châm ra khử trùng, vận khí và bắt đầu châm cứu. Động tác của anh hết sức thuần thục. Từng cây kim với tinh khí được hình thành, Lâm Thủ im lặng quan sát. Ngoài ông ta ra còn các hồng trưởng bạch, cả hai cùng nhìn chăm chăm. Chẳng ai để ý rằng cánh tay Lâm Thủ đã dần dần hồi phục, tất cả đều chỉ cảm thấy phục sát đất trước tài dùng châm tinh diệu của Lâm Minh. Cậu Lâm, châm pháp của cậu có lẽ là thuần thục hơn gấp nhiều lần tôi. Một người đã luyện châm mười mấy năm, trước cục thì cậu đã luyện như thế nào vậy? Thấy Lâm Minh dừng lại, hồn trướng bạch bèn thở dài tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ông có muốn học không? Lâm Minh nhìn ông ta và hỏi. Hồn trướng bạch khựng người, dường như hiểu được ra điều gì đó, bèn vội vàng cúi đầu. Nếu như cậu Lâm không chê thì trướng bạch rất sẵn lòng. Được, vậy sau này tôi tìm thời gian dạy cho ông. Lâm Minh gật đầu tiếp tục châm kim. Cảm ơn thầy. Hồn trướng bạch kích động không ngớt. Mặc dù ông ta tuổi đã cao, nhưng về y thuật thì luôn hy vọng có thể tiến bộ hơn bất kỳ người nào. Lâm Thủ cũng run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Nhưng dù sao thì ông ta vẫn là Lâm Thủ, làm tự tôn của ông ta cao hơn một chút. Dù y thuật của thầy Y Lâm lợi hại, nhưng anh vẫn còn quá trẻ. Bắt bản thân bái một người như vậy làm thầy thì ông ta không làm được. Ông ta không vượt qua được quan niệm đó. Lâm Thủ chỉ thầm thở dài. Không biết mất bao lâu mà phải một lúc sau Lâm Minh mới rút châm ra. Ông thử đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Lâm Thủ giơ tay lên, mười ngón tay xòe ra rồi lại xích lại. Một lúc sau ông ta cầm một cây kim châm và phóng ra xa. Cây kim lập tức cắm phập vào tường đầy uy lực và chuẩn xác. Hồi phục rồi, tôi thực sự hồi phục rồi sao? Thực sự có thể trị khỏi phần thực sao? Lâm Thủ trợn tròn mắt, có thể kích động run lên lẫy bẫy, vội vàng hét lên. Ông ta vội vàng đứng dậy cúi mình trước Lâm Minh. Cảm ơn cậu Lâm. Không cần cảm ơn, tôi chỉ thực hiện lời hứa mà thôi. Huống hồ ông vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu, cần điều trị thêm 3 tuần nữa thì mới hồi phục hoàn toàn. Lâm Minh thản nhiên nói. Lâm Thủ gật đầu, nhảy cẫng lên vì vui mừng. Chẳng có điều gì quan trọng hơn điều này. Ông ta tưởng cả đời này mình sẽ không thể cầm chân được nữa, thật không ngờ lại có thể hồi phục nhanh như vậy. Hơn nữa, không ngờ phần thực như trong truyền thuyết đã có thể trị khỏi được thật. Trời ơi, trước cuộc thần Y Lâm lại thành cánh phương nào vậy chứ? Ông nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc nên đi trước đây. Lần sau trị liệu tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Lâm Minh cất châm đi và đứng dậy. Thần Y Lâm xin hãy dừng bước. Lâm Thủ vừa vàng kêu lên. Còn chuyện gì sao? Lâm Minh nhìn ông ta. Chuyện này... Lâm Thủ do dự rồi nói khẽ. Thần Y Lâm là thế này, người mà lần trước giúp cậu, cậu xem... À, người đó sao? Lâm chợt nhớ ra gật đầu. Ông không nói thì tôi quên mất. Ông sắp xếp giùm tôi sẽ thử xem như thế nào. Thần Y Lâm, mong là cậu có thể sớm sắp xếp một chút, bởi vì vị đó sợ là không cầm cự được lâu nữa. Lâm Thủ nói tiếp. Nghiêm trọng vậy cơ sao? Lâm Minh giật mình, ông ta bị triệu chứng như thế nào? Rất lạ, tôi còn không biết nữa. Lâm Thủ lắc đầu. Lúc trước tôi có sử dụng một ít dược liệu quý duy trì mạng sống cho ông ta, nhưng mỗi năm mỗi yếu đi, cũng không cầm cự được bao lâu nữa, nên nếu càng để lâu thì càng khó trị. Tôi biết rồi. Lâm Minh xoa cằm, thản nhiên lên tiếng. Một tiếng nữa điều xe tới đón tôi tới viện điều dưỡng một chuyến trước đã. Vâng. Lâm Thủ gật đầu lập tức gọi điện thoại. Lâm Minh tới viện điều dưỡng điều trị cho Trịnh Nam Thiên. Nhờ vào việc đều đặn được châm cứu và dùng thuốc mà Trịnh Nam Thiên đã hồi phục được 7-8 phần. Mọi người vui mừng, nhất là những nhân vật tầm cỡ của khu vực, sau khi biết tin đều đưa vệ binh tới thăm thủ trưởng cũ. Ai nấy cũng tỏ ra vô cùng cảm kích. Thế nhưng Trịnh Nam Thiên vẫn yêu cầu mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật. Rõ ràng ông ta đang chuẩn bị tâm lý để phản công. Nếu như thông tin ông ta sắp hồi phục bị rò rỉ ra thì sẽ gây ra rất nhiều bất lợi. Quân chủ báo thù 10 năm chưa muộn. Huống hồ sau khi ông bị thương, phía đối phương càng lúc càng ngang tàng, ông ta thực sự chỉ muốn đàn áp chúng đến chết. Lâm Minh, cậu đúng là quý nhân của chúng tôi. Một người cố gắng có gánh một ngôi sao trên vai bước tới nắm chặt tay Lâm Minh. Đừng khách sáo, Lâm Minh mỉm cười. Lâm Minh, tối nay ở lại đây ăn cơm đi, chúng ta làm vài chén. Trịnh Nam Thiên bật cười. Thôi khỏi đi tướng quân, tôi còn có việc. Lâm Minh mỉm cười. Lúc này điện thoại anh đổ chuông. Lâm Minh lấy máy ra nhìn số điện thoại mà chau mày. Là số điện thoại của nhà Lâm. Xin lỗi, tôi nghe máy. Lâm Minh cười với mọi người. Không có gì, cậu nghe máy đi. Trịnh Nam Thiên mỉm cười. Lâm Minh đưa máy lên tai. Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh như băng truyền tới. Lâm Minh, có phải là nên giải thích điều gì đó không nhỉ? Giải thích gì? Lâm Minh đáp lại.
Mặc dù anh đó rất nhỏ nhưng xung quanh có vẻ đều nghe thấy và quay qua nhìn anh. Phản ứng của Lâm Minh khiến cho đối phương tức điên. Giọng nói của người này càng lúc càng mất lịch sự. Chúng tôi bảo cậu đi liên hệ với thần Y Lâm của Giang Thành, tại sao cậu không làm theo? Tại sao không có câu trả lời? Sao cậu coi lời đó của chúng tôi là gió bên tai đúng không? Tôi nhớ là mình đâu có hứa sẽ giúp các ông liên hệ với thần Y Lâm đâu. Lâm Minh hờn đáp lại, cậu nói cái gì? Người này lập tức nâng lên tông giọng, hôm trước các người nói xong bị tắt máy, có nghe xem ý của tôi là thế nào đâu. Lâm Minh nói tiếp, vậy ý cậu là gì? Người này đang giọng nói ra, tôi không làm được. Lâm Minh khinh thường đáp trả, im lặng. Mặc dù Lâm Minh tôi là kẻ bỏ đi, nhưng cũng không thể nào dâng vợ mình cho người khác để cầu xin được. Chắc các người không hiểu con người tôi rồi. Lâm Minh lại nói, anh vừa dứt lời, đội giáo bên kia bèn bật cười. Cậu là đồ con hoang, là tên phế vật mà thôi. Nếu không có mẹ cậu sắp xếp để cậu có được một cô vợ như hoa như ngọc như thế, thì cậu tưởng cậu có cơ hội ngày hôm nay sao? Đừng nói nhiều nữa, trong vòng 3 ngày phải có kết quả cho tôi. Đây là lựa chọn duy nhất của cậu, cũng là lựa chọn cuối cùng. Nếu như không biết trân trọng, cậu sẽ mất tất cả đó. Tin tôi đi, cậu biết sức mạnh của nhà Lâm là như thế nào mà. Nói xong, người này cắt máy, dường như chẳng muốn nghe thêm từ Lâm Minh một câu nào. Lâm Minh nhìn điện thoại và bật cười. Lâm Minh, sao thế? Gặp phải rắc rối gì sao? Trần Tâm Hiên cau mày. Mặc dù nội dung cụ thể ông ta không biết, nhưng từ giọng điệu của Lâm Minh có thể đoán ra, rõ ràng là không phải chuyện tốt đẹp gì. À, không có gì, chỉ là một tên khốn nạn làm phiền tôi thôi. Tôi không quan tâm. Lâm Minh cười nói. Vậy sao? Trần Tâm Hiên cau mày. Phải đi Lâm. Nếu như có gặp khó khăn gì thì có thể nói với chúng tôi. Nếu trong phạm vi cho phép thì tôi nhất định sẽ giúp cậu. Mọi người xung quanh cũng nói thêm vào. À, không cần đâu, cảm ơn mọi người. Lâm Minh cười nói. Các vị, tôi vẫn còn có việc, không ở lại lâu được. Hẹn gặp lại nhé. À, vậy thì tốt, thầy Lý Lâm, để tôi báo Tiểu Triệu tiến cậu. À, không không, không cần đâu. Lâm Minh từ chối, sau đó rời đi. Trần Đăng Tiên nhìn theo bóng lưng Lâm Minh, ông ta khẽ chau mày. Ông sao thế? Tôi đang nghĩ về chuyện của Lâm Minh. Thầy Lý Lâm là kỳ nhân, có những việc cậu ấy sẽ tự xử lý, ông đừng lo lắng. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi hình như có nhắc tới nhà Lâm. Cái gì? Nhà Lâm sao? Đã Lâm thất kinh, mặt mày tối sầm lại. Tiểu Triệu đi điều tra đi. Vâng, thủ trưởng. Sau khi ra khỏi viện, Lâm Minh lên xe do Long Thủ sắp xếp và rời khỏi Giang Thành. Chiếc xe phóng ngọt ra khỏi tỉnh, tới tỉnh Quế Vân. Lâm Minh khá bất ngờ. Tỉnh Quế Vân có một ngọn núi Vân Cư khá nổi tiếng. Nghe nói ở đây có một cao tăng đắc đạo được rất nhiều người tôn kính. Đương nhiên, chiếc xe không lái về chùa Vân Cư trên núi này mà lái về phía tây nam của chùa. Ở đây có một sơn trang mới xây, sơn trang rất yên tĩnh, chỉ có vài người mặc đồng phục lao công đi ra đi vào. Chiếc xe lái vào sơn trang, lập tức có một người thanh niên mặc vest bước tới. Người này vội vàng mở cửa cho Lâm Minh. Xin hỏi là thần Y Lâm phải không? Tôi tên là Lương Sinh. Chào anh. Lâm Minh bắt tay với Lương Sinh, nhưng ta tỏ ra vô cùng sốt ruột. Thần Y Lâm, xin lỗi anh, chắc anh không thể nào nghỉ ngơi được rồi. Tình hình ông nội tôi rất tệ, anh có thể nào tới xem cho tình hình ông nội tôi trước được không? Thật sự xin lỗi anh. Lương Sinh sốt ruột nói. Được, anh dẫn tôi đi. Lâm Minh gật đầu. Bệnh nhân luôn được ưu tiên, và lúc nước sôi lửa bỏng thì Lâm Minh cũng thích làm màu. Lương Sinh mừng rỡ, lập tức dẫn Lâm Minh vào trong sân chính. Thế nhưng trước tới nơi đã nghe thấy tiếng ho dài từ trong vọng ra. Hả? Ông cụ lại ho ra máu rồi. Mau mà lấy thuốc cầm máu. Tiếng kêu thất thanh vang lên, ngay sau đó là vài người giúp việc vội vàng lao ra, trong đó có một người bưng chậu nước, bên trong toàn là máu tươi và khăn. Lương Sinh nhìn thấy thì tái mặt. Lâm Minh liếc nhìn anh cũng cau chặt lông mày. Máu này đều biến thành máu đen rồi sao? Rõ ràng là tình hình của bệnh nhân vô cùng nghiêm trọng. Hai người lập tức bước vào. Cảnh tượng trong phòng đáng sợ, Lâm Minh tưởng tượng rất nhiều. Đây nào là căn phòng chứ mà giống như một phòng phẫu thuật quy mô lớn thì đúng hơn. Tất cả đều là máy móc, đông tây y đều có cả. Một bàn đầy thuốc được đặt bên cạnh, giá trị không hề nhỏ. Tất cả đều im bặt. Cậu Lương, chúng tôi cũng bất lực. Trước mắt tình hình của bệnh nhân rất nguy cấp, phải tiến hành phẫu thuật thôi. Người bác sĩ thở dài. Các người chữa trị trong nội tôi bao năm qua mà không có lấy một chút hiệu quả nào, các người tới lừa tiền của nhà Lương thì có. Lương Sinh nổi giận. Mấy người bác sĩ không nói gì nữa. Các người đi đi, ông nội tôi đã tìm được thần y tới chữa bệnh rồi, đi hết đi. Lương Sinh bực bội nói. Thần y sao? Mấy người này đồng loạt quay sang nhìn Lâm Minh. Quá trẻ. Cậu Lương, cậu nói người này sao? Anh bà này tốt nghiệp trường nào vậy chứ? Làm y bao lâu rồi? Đám người này nghi ngờ lên tiếng. Tôi không tốt nghiệp trường nào cả, tôi học đông y. Lâm Minh cười nói. Cái gì? Đông y sao? Còn trẻ vậy mà đã mà là bác sĩ đông y rồi sao? Trước đây cũng có một ông cụ là đông y tới xem, nghe nói là nổi tiếng lắm, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Cậu Lương giờ này lại gọi cậu nhóc này tới đây sao? Đã Đông cảm thấy không tin, chẳng một ai tin được cả. Thế nhưng Lương Sinh mặc kệ, anh là chỉ hét lên. Các người không chữa được thì có nghĩa là người khác cũng không thể sao? Đi, đi hết đi. Lương Sinh đuổi hết đám người đi, bọn chỉ biết lắc đầu rồi đi. Lúc này bỗng có một giọng nói khác vang lên. Chị nói này, em trai,
Chị bảo bao nhiêu lần rồi, Đông y toàn lừa người ta thôi, sao em còn gọi đến làm gì chứ?